cái thứ nhất đó là đoàn thực, ăn cắt từng khúc, rồi ỉa ra, rồi có xác thân, thành ra mới hôi thối như vậy. Chết phải chôn, phải thiêu, và phải tìm coi cái ý chí mình mạnh hay không. Nếu mạnh thì có xá lỗi, còn yếu thì không có, xương với tro không à. Rồi bây giờ bắt đầu giữ năm giới thì hơi cao thôi, là bớt dần những cái sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, bớt dần. Rồi thấy chưa được, nó còn đê tiện quá, còn bày hay quá. Thành ra gia đình mà hai vợ chồng mà hai con là vừa là tiết dục đấy. Còn 5-7 đứa có tư tới 16-17 đứa. Tôi thấy thù ớn luôn. Gia đình tôi có 13 đó, chứ không phải vừa đâu. Đó, thành ra Đức Phật mới răng là phải hai con thôi. Bây giờ chính phủ tôi thấy cũng vậy đó. Còn tới cái đó hai người con cũng còn bày hay, thì mới thấy là phải tiến lên thọ tám giới. Từ nay là không có vợ chồng nữa. Thành ra cái cõi trời sắc giới rất là khó giữ. Mà nếu bây giờ mình không giữ thì không sanh về đó. Cõi trời sắc giới nó khác với cõi này nha. Nó không có nam căn nữ căn, nó sống bằng cái hào quang, nghĩa là chúng ta chụp bắt không dính. Thấy vậy đó, mà cái tướng nó là hào quang. Mà khi chết họ xuống làm họ biến mất liền, khỏi trôn có gì hết. Họ ăn không phải ăn bằng như mình, mà kêu ăn bằng xúc thực. Phật tử làm được. Bữa nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Như nãy tôi nói, tới giai đoạn thứ 3 là khỏi cần niệm Phật nữa. Thì đây là ăn bằng xúc thực đó. Ly dục sanh nhĩ lạc là sơ thiền. Ly dục là rời cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ trở vô, thì được hỷ lạc. Thì cái này là chưa có bền. Tới mà nhị thiền đó là định sanh nhĩ lạc, là ngồi có thể 7 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng không cần ăn uống. Ăn bằng cái gì? Bằng cái nước miếng ngọt, hoặc là bằng cái cảm giác lân lân. Thì ai mà có cái cảm giác lân lân thì biết tỉnh toán mình có, nhưng mà 5-3 phút thôi. Chẳng hạn như người mẹ kính mến của mình, bà nói bà về thăm đó, thì mình nghe mình mừng, như cái đó là hỷ thôi. Rồi khi bà xuống máy bay mình ra tiếp bà, mình ôm lấy bà, thì cái này là lạc. Mình không biết mình ở đâu. Cái lạc này nó rất là quan trọng. Mấy người xì ke ma tí cũng có đấy. Mà cái này đưa tới xa đọa. Thành ra cái hỷ lạc của nó với cái hỷ lạc của người tu thiền không có nhận được, không có phân biệt được. Nhưng mà người tu cao thì nhận được. Thành ra khi quý vị ngồi thiền đó mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, là quý vị bắt đầu qua nhị thiền. Khỏi người trời cũng có, mà 5-3 phút à. Còn mà mấy người nhập định đó thì 10 tiếng, 7 tiếng, 7 ngày, 70 ngày, 7 năm. 7 năm không cần ăn uống gì hết. Tôi nói người không tin, ví dụ bữa nào tập làm thử coi. Quý vị thấy ngồi bất động vậy, thì cái tâm quý vị không còn ở đây nữa, mà tâm ở cõi trời. Thì cái thân này nó do cái tâm đó điều khiển. Thì cái thân này đâu cần ăn uống gì đâu. Rồi nếu quý vị chết bỏ cái thân này đó, quý vị sẽ sanh cái thân ở cõi trời, là cái thân hào quang. Kinh cõi trời không có mặt trời mặt trăng nha. Cõi trời sắc giới á, mỗi người có cái hào quang. Hào quang nếu mà quý vị mà cõi trời đó thì hào quang màu trắng. Còn nếu quý vị tu tiên đó, hào quang màu xanh. Thì hào quang này nó mát thôi. Còn nếu tu Phật, hào quang màu vàng, nó sảng khoái. Khi đến rồi nó sảng khoái vô cùng. Thành đó quý vị tới mỗi người đều có hào quang hết. Nhưng mà tại sao không thấy? Vì quý vị có tư tưởng ác. Hào quang đen thui à, nó mờ mờ, không có thấy được. Hào quang nó tỏ ra chung quanh mỗi người. Khi nào quý vị nổi sân một cái hào quang màu đỏ, và quý vị có tư tưởng thiện thì hào quang màu trắng. Mà phải nhiều quá thì nó mới tỏ ra mới thấy được. Còn quý vị le the đâu có ăn thua gì. Còn hào quang màu xanh, màu xanh là màu của lá cây, là màu của hy vọng, tức là tu về thần thông nhiều, giữ giới ít hơn. Còn chư thiên đó giữ giới nhiều mà tu về định lực kém mấy ông tiên. Thành ra hào quang màu trắng, trắng là trong sạch, xanh là hy vọng. Còn màu đỏ là màu sân giận, mà máu.
Hình đó khi mình sân về một cái thì hào quang nó nổi cái đầu mình chán gián. Nếu ai mà bệnh lên máu thì đứt máu chết luôn, đổ máu, đổ lửa, đổ máu luôn. Thì quý vị nên nhớ là rất là quan trọng đối với con người mình. Thì cái thứ nhì là xúc thực, là ăn bằng cái cảm xúc. Tức là quý vị có cái sắc thân thứ hai. Sắc thân thứ nhất đây là bên ngoài quý vị dễ thấy: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì quý vị phải ăn bằng sắc, tài, danh, lợi. Ăn, uống, ngủ, nghỉ. Sắc, tài, danh, lợi là ăn bằng cái tâm. Cái tâm ham ăn của quý vị, cái tư tưởng. Còn ăn uống là ăn bằng cái sắc thân này. Còn khi quý vị bắt đầu tám giới rồi đó, quý vị phải ăn trường trai tuyệt dục. Mà qua cõi trời rồi đó, quý vị không có trường trai. Cõi trời dục giới đó, người ta ăn bằng mùi hương, ăn bằng mật ong, ăn bằng cái này còn đó, ăn bằng những cái đầu tiên, hoặc uống nước họ sống. Cõi trời dục giới của quý vị đâu, nó có sáu cõi tất cả. Cõi tứ thiên vương, dạ ma, đau lợi, đau sức, tha quá, quá lạc. Mấy cõi này còn ăn. Mười sắc thân người ta đẹp đẽ lắm, có hào quang, người ta sống hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Còn cõi trời sắc giới thì không có sắc thân bên ngoài này. Nó sống mà sắc thân bên trong, tức là dây thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Quý vị không thấy dây thần kinh này đâu. Có dây thần kinh tai, xúc giác, quý vị thấy. Dây gân đó là cái thần kinh xúc giác. Còn cái thịt này đó là thần kinh phù trần căn. Quý vị sống cái thân bên ngoài, thân bên trong vẫn có mà gì khó thấy. Đi bác sĩ nó mổ dần kinh thị giác, nó đứt dần dần coi đó là đuôi. Thì con mắt khi mà quý vị thấy rác đó, là cái rác của con mắt. Còn nó nhức nhối chịu không nổi đó là không phải con mắt mà dây thần kinh thị giác. Cái răng quý vị đó khi mà bị ê đó là cái răng nó ê về phù trần can. Còn cái răng nó nhức chịu không nổi là dây thần kinh nhất, tức là tủy đó. Tủy là dây thần kinh của răng. Phải học, phải tìm hiểu ngay con người mình. Nếu quý vị sống bằng dây thần kinh đó, quý vị trở về cõi trời sắc giới. Rồi khi mà chết rồi, quý vị sẽ mang cái sắc thân cõi trời sắc giới là không có sân bên ngoài nữa. Mà quý vị sẽ nhìn thấu suốt vào cái thân người khác, thần vô bên trong. Vì tu đi rồi quý vị sẽ thấy, để như tôi nói, ít nhất là quý vị phải ngồi thiền ít nhất cũng 7-8 tiếng. Thì có đó là mới cõi trời dục thôi. Thì bắt đầu lai qua cõi trời sắc giới là 7-8 tiếng quý vị không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Rồi được 7 tuần lễ nữa thì là không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Cái thân còn đây nhưng quý vị sống bằng cái thân bên trong. Thân bên trong là thân dây thần kinh. Có thần kinh thị giác là mắt, thần kinh vị giác, thính giác là tai, khứ giác là mũi, vị giác là lưỡi, xúc giác là thân. Một thần kinh ốc là có cái ốc. Thì nữa là chết rồi qua cõi đó không có thân bên ngoài mà thân bên trong. Thành đất quý vị không cần ánh sáng mặt trời, mặt trăng vậy. Khi chết là quý vị có thể biến mất. Đó kêu là tàn hình. Khỏi cần chôn, khỏi cần gì hết. Nếu quý vị mà tu cao, quý vị tiến lên cõi trời nhị thiền, tam thiền. Còn tu thấp thì trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trở lại. Thành ra cái đó kêu là xúc thực. Ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Thì cái thứ ba đó là tư niệm thực. Cái này cao hơn nữa. Là quý vị bỏ cái sân bên ngoài, bỏ thân bên trong. Quý vị sống bằng cái ốc, trung khu thần kinh. Quý vị biết mà trung khu thần kinh thì nó di tế hơn là dây thần kinh. Thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác thì nó thô tháo hơn. Kêu hoàng tịnh sắc căn. Mà cái này là tịnh sắc căn di tế. Tại sao vậy? Quý vị thấy năm dây thần kinh đó, thần kinh mắt, thần kinh tai, mũi, lưỡi, thân đều đưa lên ốc hết. Cái đầu là quan trọng nhất.
Tôi thường nói đó, vì chặt tay còn sống, chặt chân còn sống, nhưng mà chặt cái đầu rồi chết liền lập tức. Nó là tổng hành kinh. Cũng như cái cây vậy, nó có năm nhánh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Mà cái thân cây đó mới là quan trọng. Năm nhánh này được gom về cái thân hết. Quý vị để ý cái đó để biết cái thân mình là cái thân cây, gồm có năm nhánh là mắt, tai, mũi, lưỡi, đều nằm ở trên cái thân của ốc. Thì cái ốc dây thần kinh nó vi tế hơn. Thì bây giờ mình bỏ cái xác thân bên ngoài, bỏ cái xác thân bên trong, dây thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi sống bằng dây thần kinh ốc, tức là tư niệm thực. Niệm là tư, là ý chí. Niệm là tư tưởng. Ý chí nó lấy cái kinh nghiệm kiến thức trong linh hồn của mình đó, nó cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tạo ra những cái cảnh giới mà do tư tưởng tạo. Chúng ta thường kêu là đọc ánh cảnh. Như bây giờ tôi nhìn thấy quý vị đây, thì con mắt tôi tiếp xúc, thì tôi bắt đầu mới có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Rồi cái tư tưởng do ý chí nó cung cấp, tại sao dễ chịu? Vì mình thấy Phật tử nó tu mình mừng. Thì cái mừng này là do cái kinh nghiệm nó cung cấp cho. Rồi bây giờ tôi xuống cốc rồi, không có quý vị nữa, nhưng mà cái ốc tôi nó có quyền, nó tạo ra cái cảnh giới này, kêu là hồi tưởng, nhớ lại. Thì bây giờ đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi nữa, mà đâu có quý vị nữa, mà toàn toàn là do cái tư tưởng tôi nó mượn cái ốc để nó tưởng tượng lại. Thì cũng vậy, khi mà tôi không cần mắt, tai, mũi, lưỡi, tôi ngồi tôi tưởng tượng ra hư không vô biên, tưởng tượng ra không không gian, không thời gian có láng, và tùy thuận không gian thời gian đó của Bồ Tát Như Lai, thì cảnh giới cũng vẫn hiện ra. Nhưng cảnh giới này là đồ giả, đồ giả, đồ thật không phân biệt được. Cái đó sau này tôi sẽ phân biệt. Thành ra tới cái thứ ba, thân thứ ba là tư niệm thực. Tất cả những cái gì tôi trải qua nằm ở trong linh hồn tôi, thì ý chí là cái nghiệp mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới mượn cái ốc để tưởng tượng. Rồi sau nó cao nữa, nó bỏ cái ốc luôn, nó chỉ dùng mình tưởng tượng thôi. Thì đó là không vô biên, thức vô biên, vô sở phi phi tưởng. Còn tứ thiền thì có mượn cái ốc. Chắc khó hiểu ha. Thì tôi giảng lại nhiều lần. Rồi quý vị có tu thiền định đó, có niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật hay đếm cũng chưa hiểu nổi cái tôi giảng đâu. Chừng nào khỏi cần niệm Phật thì nghe sư giảng hiểu liền. Cái này bắt đầu mình định được mạnh rồi đó, mình đi cao rồi đó, thì làm hoài thì được thôi. Thành ra nãy có Phật tử hỏi tôi khó quá sư ơi, làm sao? Tôi nói cái gì mà dễ? Cuộc đời không có gì dễ đâu. Nhưng rồi cái gì cũng dễ hết, do bền bỉ. Bền bỉ kiên nhẫn thì cái lá dâu cũng thành sợ tơ ống ạ. Thành tất cả sự thành công của con người là do ở bền bỉ. Christophe Colomb, Columbus, ông tìm ra tân thế giới là do gì? Cũng do cái kiên nhẫn. Thì đó là mấy thi thủ nó chán nản, nó tính đập ông á. Ông mới gạt ơn kia, nó có cái quả địa, có cái trái đất kìa. Thì đi tới là không phải. Cũng như là Tào Tháo cũng gạt ngoài kia, đi khát nước quá muốn chết, nó muốn nổi loạn. Ông nói có cây me ở đẳng kìa, cho nó chảy nước giải, nhưng đi tới không có, đi hoài thì thấy gặp thôi. Thành ra tôi thường nói trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Ai dạy con tinh tấn sư? Cái này không ai dạy hết. Bây giờ mình té đầu bạch sư, còn làm sao ngồi dậy? Làm sao? Thì ngồi dậy chứ sao? Chống cái đau khổ đó ngồi dậy. Trên đường đời ai không hơn một lần đau khổ? Tôi nói hơn một lần tức là cả trăm cả triệu lần. Nó con tu, con niệm Phật, con thấy khó. Một hôm có mình khó sao? Con niệm sao nó nghĩ tùm lum rồi đó. Giờ không niệm nó không có gì. Con ăn, con ngủ cho đã trời, con chổng vò con ngủ. Bây giờ sư bạch phải sư nói niệm Phật, phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Con miệng thì niệm Phật, mà cái tâm con nghĩ có trăm chuyện. Cái tâm này mới chánh đó. Bây giờ con làm sao? Con nghĩ con không tu được, thôi con bỏ cuộc. Một có mình cô là có sao? Tôi cũng vậy mà, đức thế.
Thái tử Siddhartha cũng vậy. Ngài mới tập nhiều nhiều hơn mình đó. Tại sao vậy? Vì Ngài nhiều chức vụ quá. Làm vua là cả bá tánh là Ngài phải lo. Rồi lo cha, lo mẹ, lo vợ, lo con, lo bá tánh trong dòng thọ nữa. Mà Ngài còn nhất niệm là làm được. Còn mình tại sao mà làm không được? Cứ sợ hoài, cứ nghĩ là tôi hèn kém. Nói là Phật là cái đức Ngài bự lắm sư ơi. Mà hồi đó Ngài không phải từ người cái chỗ mẫu giáo Ngài bò lên sao? Con làm sao mà so sánh với Phật? Không có cái vụ đó. Ai cũng phải bước từ mẫu giáo. Còn Phật Thích Ca mày hỏi Ngài coi. Ngài cũng đau khổ vô cùng chứ. Ngài bước từ từ dấp té, Ngài ngồi dậy nữa. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Không có người nào mà cha mẹ sanh ra là Phật. Không có ông nào bác sĩ nào cha mẹ sanh ra là bác sĩ hết. Từ mẫu giáo mà kiên nhẫn hay không, cái bền bỉ hay không. Mới làm sao bền bỉ sư, cái này tôi đầu hàng thôi. Té rồi con làm sao người dậy sư, trời ơi. Làm sao người dậy tấm trong một đạp nữa, tôi ngồi dậy sao bây giờ. Hồi đó bà cử đường đặt cái câu hỏi làm sao. Tôi nói không có làm sao. Té 100 thì ngồi 101 lần. Dám không? Không dám thì về xuống địa ngục. Chứ bây giờ biểu tôi làm sao vậy? Ăn chay thì nó ăn 10 ngày, ăn khó quá sư ơi, vì cái gì dễ? Ăn có 2 ngày. Tôi bực những người vậy đó. Rất đủ điều kiện, con cái nó rất thương mình, nó lo cho mình, gia đình nó, con nó được tu hết mà giờ năn nỉ rồi mình hứa với sư 10 ngày. Về nó khó quá sư ơi, con ăn có 2 ngày. Tôi nghe là tôi muốn bột tay, xong rồi tôi bực cái người học tu. Cõi đời nó đã khổ đau rồi, nó đã thấp tàn rồi. Đời nó đã cách sắp tận thế rồi mà còn không chịu tu. Rồi bây giờ hỏi sư làm sao cho con ăn chay được, làm sao cho con tinh tấn. Trời ơi, tinh tấn mà hỏi làm sao. Té mà hỏi làm sao con người vậy, ai giúp cho con người vậy, sư dùng cái phép thần thông nào sư làm cho con người vậy. Rồi bệnh mà ăn đồ không cử là làm sao sư làm sao con hết bệnh. Tôi thấy đa số Phật tử như vậy đó. Ẩm con lợi rồi con đau, nói sư làm sao dò đầu nó cái nó hết đau. Hết thì hết thiệt. Nó cũng trở lại. Tại vì mẹ nó không tu. Nó tới tôi hỏi, cô phải mẹ nó không? Cô có ăn chay không? Không có, tại nó bệnh là phải. Nó bệnh rồi tới cô bệnh nữa. Không tu gì hết trơn rồi làm sao mà cứu con mình là chính mình mới là quan trọng. Ông sư ổng lo cả triệu cả tỷ người. Ổng là chung hết. Thì bắt qua ổng rồi đầu nó hết bệnh vài bữa vài tháng thôi. Nhờ cái đức của ổng. Còn mình không có đức sao? Ổng có đức là nhờ ổng giữ giới. Thì mình cũng giữ giới được vậy. Nhưng mà cái đức ổng bự hơn mình. Là vì ổng giữ tới 250 điều. Còn mình 5 điều thôi. Mà 5 điều cũng không giữ được. Rồi giờ đi nhờ ổng. Mà ổng thì ổng lo chung hết mình, lo con mình thôi. Thì nó gần gũi hơn. Vì tôi nói cái tu mà không hiểu là khó lắm. Thành ra tôi năn nỉ quý vị heo là sau khi tỏ giới rồi thì không cần đến chùa cũng được. Không cần đến tỉnh xa cũng được. Muốn đi đâu thì đi, cuộc sống sao sống y như cũ thôi. Không có điều kiện gì tôi hết. Nhưng tôi năn nỉ là năn nỉ. Tức là không đi thôi. Giữa tháng và cuối tháng 10 giờ trưa tới 12 giờ đến đây để nghe Pháp. Chứ vậy có cái hiểu biết. Cái hiểu biết đạo Phật kêu đó là trí tuệ, là pháp lý trí tuệ. Cái này nó dính trong mình nó sẽ giúp cho mình thấy được cái bất tử Niết Bàn. Niết Bàn là do cái hiểu biết. Phật có Niết Bàn mình không có sao? Phật Ngài nhận được cái bất tử, Ngài biết cái không dính mắc. Ngài nắm được cái không dính mắc thì Ngài là Phật. Mà không dính mắc cái gì không dính mắc? Cái nhận thức, cái tư tưởng mình. Quý vị tư tưởng dính mắc tùm lum rồi đau khổ gì la làng. Rồi ai cứu mình? Mình làm thì mình phải cứu mình. Cứu bằng cách nào? Bằng cách đi nghe Pháp để tìm hiểu.